Đây anh em nhá, đây là một cái tủ thuê bao mà nó đã hết cổng rồi. Rất nhiều anh em hỏi là mấy cái tủ này nếu mà nó hết cổng như này thì xử lý như nào ấy. Đây là một cái video mà em sẽ xử lý cái tủ này. Là mình sẽ nâng lên từ 8 cổng thành 16 cổng. Bây giờ quan trọng nhất là phải lấy cái sợi cáp từ đây, nó chạy ra cái... Đây là tủ GN13 này, N25. Thì mình phải tìm cái sợi cáp để nó ra N21, bởi vì N21 là cái tủ nhánh đầu tiên để mình hàn về cái tủ này. Đây, bây giờ là đây sợi cuối, sợi 4. Mình sẽ lấy sợi 3. Mình sẽ lấy sợi 3 để hàn đi ra ngoài tủ 21 này, N21 này. Tìm như này cũng vất vả lắm anh ạ. Ở đây sẽ bấm một cái đầu phát để có thể xoay cái bút nó đi ra, xoay cái tín hiệu của ánh sáng ấy. Đây là giúp đỡ anh em bên kinh doanh thôi nhé, chứ bản thân anh em kỹ thuật là làm này là không có tiền, cho nên là rất lười làm những cái khoản này. Lẽ hàn ở đây nó cũng rất nhiều điểm. Ở đấy ít nhất nó phải hàn đến 5 điểm. 5 điểm thì nó mới thông ra đến chỗ tủ 14, à 13, 20, 21 kia. Đợt trước cái điểm này nó bị đứt cáp mấy lần cho nên là khả năng anh em ít hàn vào. Đầu phát này nó bị hỏng rồi anh ạ. Không được sáng. Còn mỗi một cái đầu phát duy nhất. À hình như còn cái này. Ok anh em ạ. Đầu phát này được. Xoay được. Thử đo xem nhé. Xem nó mất từ cái điểm nào. Cách đây mấy trăm mét là nó có bị đứt này. Hai trăm bảy ba hỏng rồi. Hai trăm bảy ba thì toang rồi nhá.
373. 300 m. Cái tủ này 300 m lại phải có một cái điểm hình như chưa hàn đấy không? Tủ 25 nó sẽ ăn ngược về tủ 24, 23, 22 xong mới đến 21. Này 100 m. Ôi chắc là cái mang sông ở bên kia rồi. Chắc là nó cái mang sông ở bên này chưa hàn này. Cay nhỉ. Ê nói chuyện chó gì. Năng cái mang sông dưới này chưa hàn này. Ba trăm mét thử đo Google cho mình nhé, xem là vị trí nào. Lúc nãy anh em mình đứng là từ nhà nào nhỉ? Ba bên dưới này. Này. Nhà này này. Đi ra tủ bên ngoài này xem nó có cái bút xoay đến không đã. Ở đây thì anh em phải lần từng đoạn nhá. Tìm xem cái điểm nào mà nó đã bị chưa nối ấy, chưa hàn thì mình hàn lại. Đây có nhiều mang sông lắm. Nếu mà tủ này không có thì nó bên kia đấy. Không thấy có anh em ạ. Không thấy sáng này. Toàn mẹ này. Đi. Dương cao. Hay là cái mang sông này nhỉ? Không, đây là mang sông truyền dẫn. Quá ngon. Đó, buồn.
chả được cái đồng mù nào cũng phải đi làm. Quạt tiếc cái thuê bao của bên kinh doanh, thế là làm. Đấy. Đợt trước ở đây nó bị đứt cam một lần rồi. Ở đây là hai cam này, hai cam đang ăn chung vào một cam. Khả năng không hàn thật. 273 mét. Ai xa, quá mệt. Khả năng là nó ở trong này chưa hàn đấy nhỉ. Bình thường thì anh em hay đi cầm cái máy bắn vít ấy, bắn này nó rất là nhanh, nhưng hôm nay cũng không quên đấy, cũng không để ý nữa. Lúc sáng đi làm mưa cho nên là quên cầm. Đấy, mở cái này nó mất cả buổi luôn.
Cái này bình thường thì là đối tác họ sẽ lên hạ tầng anh em ạ. Ở đây thì cũng muốn làm cho anh em thôi. Thiệt thần. Tuy nhiên thì không biết nó có thông hay không nữa. Từ đây 1 này, 2, 3, còn 4 điểm nữa cơ. Còn 4 điểm thì nó mới về được đến cái tủ 13-21. Cái này có bắn, có máy bắn vít ấy, làm nó rất là nhanh. Đây không hàn đây anh ạ. Đây. Đỏ 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 đây này. Cay thật. Ôi giời ơi. Hàn với cáp bên này. Hôm đấy hàn đúng một sợi anh em ạ. À đâu? À có cái nhạc, có cái tủ bên bên kia thì hàn hàn một quát này. Còn tủ bên này thì hàn đúng cái một sợi. Bô khỉ. Hàn sợi dương này. Ở đây là hàn đang hàn quát dương này. Quát dương với sợi cam.
Thôi, cố hàn lấy 3 sợi anh ạ. Sau này nó có hỏng mà thay. Đúng cái tủ nâng bộ chia thì lại không hàn. Ánh sáng nó soi quá nhỉ, nó không thèm hàn. Ở nông thôn mà đi ứng cứu như này nó cực kỳ bẩn, bởi vì không có chỗ nào là nó sạch sẽ cả. Lúc thì lên đồi, lúc thì xuống dưới cái chỗ ruộng này, rất nhiều những cái địa hình nó rất là phức tạp. Cho nên đi hàn mà muốn sạch thì phải lên đường bê tông. Nhưng đường bê tông thì nó không bao giờ, nó ít đứt cả.
hàn lên thêm cái quạt nữa. Cái tủ 13-25 lúc nãy thì cái tủ đấy là nó có 4 sợi thôi anh em ạ. Nó là cáp 4. Trời mưa này rất khó làm nhé. Vừa mới hàn xong rồi anh em bạn, đang vào măng sông. Vào lại cái măng sông này để treo lên. Hôm nay ở đây là em là hàn tổng 3 sợi cho nó an toàn. Đợt trước hàn mỗi một sợi nguy hiểm quá. Hàn một sợi thì ví dụ như nó có lỗi sợi thì mình sẽ chuyển được sợi anh em. Ôi giời ơi, mất thời gian quá, chả được cái đồng nào, mất thời gian, được 70 tiền triển khai. Từ cái chỗ măng sông lúc nãy đến tủ hộp cáp là nó chạy cáp 4 anh em ạ. Chạy cáp 4 và cái tủ ở khu này nó được.